BKMS Bình Dương đã tạo ra được hai cột cực kỳ nguy hiểm đến từ những tình huống đá phạt. Và liệu Cần Thơ có làm được điều đó hay không? Đứng trước bóng đang là Vũ Mạnh Duy. Mạnh Duy. Tuyệt vời! Tỷ số là 1-0 dành cho Cần Thơ. Người ghi bàn đó là Vũ Mạnh Duy. Lại Tuấn Vũ đã bị đánh bay. Một pha đá phạt rất đẹp mắt của Vũ Mạnh Duy. Ban huấn luyện của BKMS Bình Dương đã không thể ngồi yên sau tình huống này. Thi đấu lép vế nhưng biết mình biết người và Cần Thơ đã vươn lên dẫn trước. Một pha đá phạt hàng rào có thể nói là cực kỳ đẹp mắt của Vũ Mạnh Duy. Rất đẹp, quỹ đạo đi cũng rất khó, lực đi cũng rất tốt. Và pha bay người của Lại Tuấn Vũ chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp này mà thôi. Quá khó. 1-0 dành cho Cần Thơ. Những phút thi đấu rất hồi hộp, sự ép đã bắt đầu lớn hơn được các cầu thủ BKMX Bình Dương tạo ra. Tỷ số là 1-0 và cuối cùng bàn thắng đã đến với BKMX Bình Dương. Người ghi bàn đó là cầu thủ mã số 3 Nguyễn Thanh Thảo, người vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Cuối cùng thì BKMX Bình Dương đã làm được điều mà họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong suốt hơn 86 phút thi đấu vừa qua. Hàng phòng ngự của Cần Thơ đã bị đánh bại bởi một tình huống cố định và không chiến thành công của Thanh Thảo. Một pha bật rất cao của Thanh Thảo, cao hơn cả thủ môn Thanh Vũ và đánh đầu vào lưới trống. Thủ thành bên phía Cần Thơ chỉ bật theo phản xạ, các hậu vệ bên phía đội chủ nhà đã mắc sai lầm. Thanh Thảo chạy cắt mặt và tung ra pha đánh đầu rất dũng mãnh. Và như vậy là đội chủ nhà Cần Thơ sẽ là người thực hiện đầu tiên ở loạt sút luân lưu này. Người thực hiện đầu tiên sẽ là Nguyễn Thành Công, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp thi đấu thứ hai. Nguyễn Thành Công sẽ đối mặt với Lại Tuấn Vũ. Thành Công vào sân và thi đấu rất cố gắng. Anh cũng đã có những pha xử lý rất kỹ thuật và tự tin trong vòng vây của những cầu thủ BKMX Bình Dương. Và bây giờ Thành Công sẽ là người mở hàng cho Cần Thơ. Nguyễn Thành Công rất chính xác và quyết đoán. Tỷ số luân lưu là 1-0 nghiêng về phía Cần Thơ. Một pha đá phạt trái phá của Nguyễn Thành Công. Và rõ ràng là Lại Tuấn Vũ không thể có cơ hội gì trong tình huống vừa rồi. Và như vậy là Tiến Linh, đội trưởng Tiến Linh sẽ là người đá đầu tiên bên phía BKMX Bình Dương. Tiến Linh đối mặt với Phạm Trần Thanh Vũ. Tiến Linh rất đơn giản và bình tĩnh. Một pha đá phạt quá khó của Tiến Linh. Tỷ số luân lưu là 1-0. Cũng là một tình huống đá phạt ở góc cao. Hai quả đá đầu tiên đều rất khó đối với các thủ môn. Người thực hiện thứ hai cho các cầu thủ Cần Thơ đó là tiền vệ Phan Quốc Việt. Phan Quốc Việt đã đánh lừa được Lại Tuấn Vũ. Một tình huống đá dệt và đưa trái bóng đi sát cột dọc rất khó của Phan Quốc Việt. Lại Tuấn Vũ đã đoán sai hướng bóng. Trọng Huy sẽ là người đá tiếp theo cho BKMX Bình Dương. Khá căng thẳng của Nguyễn Trọng Huy. thì Thanh Vũ đã đoán được cú sút của Trọng Huy. Bóng vẫn đi vào lưới cho dù Thanh Vũ đã bay đúng hướng. Tỷ số luân lưu là 2-2. Rất cân bằng. Trần Thanh Tuấn sẽ là người thực hiện tiếp theo bên phía các cầu thủ Cần Thơ. Đây là quả đá thứ 3 của đội chủ nhà. Trần Thanh Tuấn vẫn vào. Lại Tuấn Vũ cũng đổ người đúng hướng và chạm được tay vào bóng. Suýt chút nữa thì Lại Tuấn Vũ đã cứu thua được cho các cầu thủ BKMS Bình Dương. Tỷ số luân lưu là 3-2 nhưng về phía Cần Thơ. Tống Anh Thủy đối mặt với Phạm Trần Thanh Vũ. Và Tống Anh Thủy đã tung ra một cú sút rất mạnh. Bóng đi cao, rất cao so với xà ngang khung thành của thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ. Tiến Linh đã ra động viên với Tống Anh Thủy. Tỷ số luân lưu vẫn đang là 3-2. Nếu như thực hiện thành công quả đá này, cơ hội giành chiến thắng sẽ rất lớn dành cho các cầu thủ Cần Thơ. Đây là Đặng Như Tứ. Rất đơn giản và bình tĩnh. Đặng Như Tứ đã đánh lừa được Lại Tuấn Vũ. Và pha đá phát đền này đã đem lại nụ cười cho bàn huấn luyện của các cầu thủ Cần Thơ. Lực đi không quá mạnh nhưng rất hiểm hóc. Tỷ số luân lưu đang là 4-2. Và nếu như trong tình huống này Becamex Bình Dương không thực hiện thành công, chiến thắng sẽ thuộc về các cầu thủ Cần Thơ. Người đảm nhận quả đá thứ 4 bên phía Becamex Bình Dương đó là trung vệ Nguyễn Thanh Long. Sức ép đang dành cho Thanh Long. Có vào! Cái chân của Phạm Trần Thanh Vũ đã cứu thua cho Cần Thơ và chiến thắng 4-2. Ở loạt sút luân lưu đã giúp cho Cần Thơ góp mặt ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia và Uruguay 2021. Thanh Long là cầu thủ thứ 2 bên phía BKMS Bình Dương thực hiện không thành công trong loạt sút luân lưu. Trước đó là Tống Anh Thủy. Sau 90 phút hòa nhau với tỷ số 1-0 thì Cần Thơ, đội bóng đang góp mặt tại giải nhất quốc gia, đã vượt qua BKMS Bình Dương. Đội bóng đang góp mặt tại V-League với tỷ số 4-2 sau loạt sút luân lưu.